Huỳnh Anh tình cũ Quang Hải bỗng hóa cô đồng sau 2 năm chia tay. Mới đây, khán giả bất ngờ với chiếc nhan sắc của nàng hot girl Nha Trang. Huỳnh Anh là một trong hai cô gái hiếm hoi được cầu thủ Quang Hải công khai là bạn gái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi cũng không đi đến đâu sau một thời gian ngắn hẹn hò. Thời điểm ấy có nhiều thông tin cho rằng chân sút Đông Anh bị bạn gái cắm sừng trước khi chính thức đường ai nấy đi. Tuy nhiên, một người quen của Quang Hải đã xác nhận cặp đôi chia tay trước khi ồn ào của Huỳnh Anh nổ ra, nên không có chuyện như dân mạng nói. Vắng đi 3 năm, và cũng mới đây dân tình không khỏi ngỡ ngàng bất ngờ xuất hiện trong diện mạo của một cô đồng, với nhan sắc của cô nàng được khen ngợi xinh xắn. Chú thích cho loạt ảnh được chia sẻ, Huỳnh Anh bộc bạch cuối cùng cũng được về nhà và không giải thích gì thêm. Được biết Huỳnh Anh sống ở Hà Nội, có bố là đại gia nổi tiếng và đang làm việc ở Singapore, trong khi mẹ cô nàng là doanh nhân thành đạt kinh doanh mảng khách sạn. Cô cũng từng là một du học sinh Singapore trước khi yêu Quang Hải, giờ đây Huỳnh Anh đã trở thành một cô đồng có căn số. Sở hữu chiếc nhan sắc vô cùng xinh đẹp, mong cho con đường tu tập của cô nàng sẽ thật rạng rỡ và tinh tấn.